Họ đã nỗ lực rất nhiều ở phòng tập gym, ở trên đường chạy, ở phòng tập thể hình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến một nơi cũng giúp thí sinh của chúng ta giảm cân. Đi đâu vậy anh? Bí mật. Chuyến đi này thuộc về thí sinh. Anh Khoa! Trước khi mình vào chương trình này á, thì mình ở nhà ăn rất là nhiều đồ ăn. Mình thì thích nhất á, là ăn những cái đồ ăn nào mà có mỡ nè, chiên, xào, nấu, nhất là thịt ba chỉ và ăn gà. Nhưng mà khi vào chương trình thì tất cả những điều đó không hề, mình không thể được ăn nữa. Nhưng mà mình không nghĩ rằng chương trình lại cho mình ăn lại ít như vậy. Ăn chút xíu không à, cho một nhúm rau, rồi cũng miếng cơm, cũng cá hấp lâu lâu cho được miếng thịt tưởng ngon lắm, mở ra có 3 miếng à. Mà 3 miếng là móng nhánh lên chứ. Nhận thức đầu tiên của các bạn là các bạn đang bị không được ăn. Nhận thức thứ hai của các bạn là các bạn đang phải vận động rất là nhiều. Và hậu quả là các bạn cảm thấy là quá mệt mỏi, quá căng thẳng, quá ức chế. Tập luyện xong thấy mấy chị nào là trà sữa này nó uống không? Rồi ngọt mà nó tới cổ luôn á. Chị biết là ngồi uống nước lọc nếu mà tưởng tượng ra ly đó là ly trà sữa thôi. Tuần này á còn chơi cả marathon vô nữa. Mà huấn luyện viên tập hoài không cho nghỉ, chạy lần lần 5 km trời. Tập và tập như vậy thì sẽ tạo ra một rừng rất là ức chế cho mình. Lúc nào cũng cảm thấy con người rất là suy nhược, đau đớn này nọ. Cũng tội, rất là tội cho partner của em. Có một lần em tập với chị thì chị đã leo lên người em mà cái xương lưng của em á, em rất ít khi tập nó. Chị leo lên người em và em té xuống, mà chị cũng đã té xuống theo em luôn, đặt đầu xuống đất luôn, cả hai người đều té. Cha ơi, cha hãy cố gắng theo dõi con thường xuyên nha, để cho cha thấy sự cố gắng của con, coi con trai của cha thay đổi thành hot boy như thế nào nha. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Trình diễn vừa rồi của anh Khoa và Ốc Thanh Vân. Khoa ơi, thì trong cái bài này anh thấy nó cũng được, cũng tốt. Nhưng em phải bình tĩnh một tí xíu, vì nó có một số tổ hợp nó hơi bị rối và em hơi lo lắng hay cái gì đó, em mất tập trung. Đối với anh thì anh cũng mong muốn và mong chờ thêm động tác hip hop và đường phố. Tôi thấy là một bài dự thi có những bước nhảy rất là mạnh và dứt khoát. Ngay cái nốt nhạc đầu tiên nổi lên là tôi thấy Khoa nhập vai, thuyết phục liền. Trang phục đẹp nè, nhìn chung là một bài nhạc, một phần dự thi khá thú vị. Khá thú vị, một lời khen đó đúng không ạ? Cảm ơn anh Đàm Minh Hưng và giám khảo Hoài Linh. Tuần này về phần diễn thì anh không chê rồi. Còn về phần nhảy thì anh góp ý như thế này thôi. Một bài nhảy anh nghĩ chỉ cần 3 cái điểm đắt nhất để mình lấy điểm là đủ. Chứ không nhất thiết phải dồn nhiều cái tổ hợp khó như vậy để rồi mình làm rối cái bài diễn của mình. Các em cần coi lại
những cái nào mà mình lược bớt đi được thì mình nên lược đi để cho bài nhảy của mình nó trở nên sạch hơn và nhiều cái điểm đắt hơn. Thế thôi. Anh Đàm Vĩnh Hưng, hình như anh có anh tâm đấy. Sự gì muốn chia sẻ? Có vẻ như anh rất có kinh nghiệm trong việc giảm cân, hình như anh đã từng giảm rất là nhiều ký. Bài cái gì chứ, cái đó tôi biết là bài rồi đó. Có không anh? Anh không có. Anh có bí quyết gì không? Giảm quá nhiều ký. Có những giai đoạn anh cần phải xuống. Tại vì khi mà mình là nghệ sĩ lên truyền hình á, ai cũng được tặng không 3-4 ký hết trơn á. Nên là ở ngoài thấy rất là gầy, lên TV là vừa. Còn ở ngoài là vừa, lên TV là bị tròn, bị mập liền. Bản thân Hưng cũng bị áp lực cho nên là cũng có giảm cân. Và bây giờ sẽ là số điểm ban giám khảo dành cho thí sinh Anh Khoa. Xin mời anh Trân Huy ạ. À. Khoa, em phải bình tĩnh và tự tin về cái khả năng của em. Anh biết em có thể làm tốt hơn. Và cái điểm này là cái điểm đến từ cái sự làm tốt của chị Ốc. À. Em được 5 điểm. Hả? 5 điểm thôi? Anh khó tính lắm á. Anh Hoài Linh hình như cộng trừ thêm bớt gì ở trên tay kìa. Không, tôi đang đếm 5 điểm đó nó nằm ở con ốc nào. Tôi đang tính là ốc mỡ nè, ốc len, ốc bu vàng, ốc giác, ốc nhảy, ốc nhảy, ốc nhảy. 5 điểm là do ốc nhảy. Và số điểm của anh dành cho thí sinh? Số điểm của Linh dành cho ốc Thanh Vân và anh Khoa là 6 điểm. 6 điểm. Chắc mọi người cũng biết Hưng là đệ tử của anh Hoài Linh cho nên là có giống sư phụ, 6 điểm. Wow. Vâng. Chào. Chào anh. Chào. Chào anh. Mới trước đây rồi. Chưa được 15 phút đồng hồ, anh Nguyệt với Trương Nam Thành tôi cho 6 điểm, ông cho 8 điểm. Bây giờ ông nói cái câu tôi em là đệ tử của anh Hoài Linh, em cho 6 điểm, em cho 6 điểm. Không, mọi người công nhận không? Hưng có nhiều số tôi không điểm. Tin, tôi không tin. Rất trùng với Linh. Và số điểm trung bình ban giám khảo dành cho anh Khoa là 5,7 điểm. Mời ốc Thanh Vân hãy cùng với anh Khoa khám phá xem tuần qua anh Khoa đã nỗ lực giảm cân được bao nhiêu nhé. Số cân cũ của anh Khoa 103,6 cân. Số cân mới 100,9 cân, giảm 2,7 cân, tương đương 2,6%. Và tổng số điểm của anh Khoa là 8,3 điểm. Chúc mừng bạn. Sau tiết mục thi vừa rồi, hiện tại số điểm thấp nhất thuộc về anh Khoa. Chúng tôi cũng hy vọng rằng các thí sinh bên trong sẽ nỗ lực hơn nữa để mang về điểm cao từ quý vị giám khảo.